Xin kính chào quý cô chú anh chị với khán giả trên kênh của Hoàng Trung TV. Dạ, hôm nay Trung lại tiếp tục đến đây để tìm hiểu đến hoàn cảnh của một gia đình. Thì ở đây căn nhà của bà thì khi mà mình đi ngang thì phải đi qua cái con sông này. Trên bên kia thì là có một cái con đường lộ, và nhà bà đi thì cái cầu khỉ nó bị ngập nước rồi. Mấy bữa nay cũng như mưa gió khá là lớn cho nên nước nó ngập luôn cái cầu rồi, cô chú anh chị. Ở đây thì con gái của một người chị ở trong nhà này, thì cũng xin mời quý cô chú anh chị cùng vào trong đây để tìm hiểu đến hoàn cảnh gia đình nhé. Ở đây thì con của chị. Dạ con xin chào bà nhé. Dạ. Dạ. Thì cho con xin hỏi mình tên gì bà? Tên Lý Thị Lượng. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà? Dạ, tôi 66 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Ở nhà hiện tại bà sống là với ai hả bà? Sống một mình. Dạ. Sống mình với lại người con gái hay là sao? Sống một mình, con có gia đình hết rồi. Dạ. Ở đây thì những bé ở đây là sao? Bé này là cháu ngoại, tôi nuôi cháu ngoại. Cháu ngoại không có cha, tôi nuôi bốn đứa cháu ngoại. Wow. Dạ. Rồi ở đây là con gái của bà hả? Diệu Thị Kim Lệ. Đây là con gái của bà. Dạ. Chị cũng không có chồng hả bà? Không có chồng, nó con sinh được con bốn đứa, chồng bỏ không? Nhưng mà lúc đó là cũng như có chồng nhưng mà chồng bỏ hả bà? Thằng gặp thằng say xưa lấy bỏ không à? Dạ. Rồi tới bốn người con. Bốn đứa con tôi nuôi không? Dạ. Và bà cũng như là đi làm việc gì mới nuôi được cháu vậy hả? Tôi đi bán giá, một lúc chưa bán giá số tôi đi dặm lúa. Dạ. Dặm lúa mằng cỏ. Dạ. Bây giờ mằng cỏ tôi làm không được, tôi đi bán giá số. Bán giá số ngày 150 tờ. Dạ. Được 150 ngàn. Dạ. Ở đây thì căn nhà này cũng được nhà tình thương hay vậy bà? Được nhà tình thương. Wow. Dạ. Dạ. Nói chung cuộc sống của bà hàng ngày thì bà nuôi tới bốn đứa cháu là cô chú anh chị. Bốn đứa cháu. Dạ. Con của bà có làm việc gì được không? Chị đây nè. Nó không làm được nữa. Nhỏ này đi bắt ốc. Nhỏ chị tên gì hắn hả bà? Chị thì Kim Lệ. Chị Lệ. Năm nay chị đó nhiêu tuổi rồi hắn? Nó 38 tuổi rồi. 38 tuổi. Dạ. Tới bốn người con. Bốn đứa con. Và nhưng mà cũng như chồng bỏ. Chồng bỏ. Bây giờ phải nuôi bốn bé này cũng rất là tội nghiệp cô chú anh chị. Dạ. Rồi ở nhà hàng ngày thì chị Lệ sống ở chung nhà với bà luôn hay sao? Tôi nuôi nó. Tôi sanh đẻ, nó sanh đẻ tôi nuôi không, con mấy còn nhỏ. Dạ. Nuôi tới lớn luôn. Dạ. Rồi sanh đẻ không có tiền đồng bạc đâu, nhờ bà con tiếp á. Dạ. Bà con cho người này cho chút, người này cho chút. Dạ. Rồi sớm giờ bà đi bán vé số mới về hay làm sao? Dạ tôi đi bán vé số mới về hồi nãy, đem đồ ăn cho cháu mới đi nữa. Dạ. Rồi ở nhà này con xin phép cho trong nhà chút đây bà. Dạ, dạ. Dạ thì em chào chị Lệ ha. Dạ. Dạ. Thì ở đây là chị Lệ tới bốn người con. Dạ. Nhưng mà chồng thì bỏ hết. Dạ. Ha. Dạ. Em xin gắn cái mic hỏi với chị chút ha. Dạ. Dạ. Ở đây thì cũng như là chồng chị bỏ chị lâu chưa ha? Bỏ lâu rồi chứ. Cũng bỏ rồi con còn em bé. Trời ơi. Rồi con bự rồi. Dạ. Con đừng phá quá. Con đừng có phá con. Để dạ. chú gắn cái này. Con đừng lấy ha. Để đi chơi dạ. đi con. Hồi chết á. Dạ. Rồi ở đây cũng như các bé có được đi học hành gì không? Không học được chứ. Đứa nào không được đi học sinh. Bé lớn là nhiêu tuổi rồi chị? 12 tuổi chứ. Bé gái lớn 12 tuổi rồi bé này. Con qua đây nè con. Qua đây đứng đi con. Mới đứng coi. Đi qua đây đứng đi con. Đứng đi. Con phê đồng ý đó. Rồi bữa nay nhà mình ăn cơm chưa, thấy ăn bánh mì? Dạ chưa ăn cơm. Mới ăn chợ rồi. Thì mới nấu. Đi chợ mới ăn bún rồi. Dạ. Đi chợ ăn bún. Dạ. Thì mới nấu. Ăn bún là tô nhiêu tiền lận? 10 ngàn chút. Tô 10 ngàn, rồi cũng như là các bé đi chợ ăn luôn hả chị? Dạ. Wow. Rồi ở đây giường mình không có ngủ hay gì, sao để đồ đạc thấy lộn xộn à? Dạ. Cái giường. Nó gãy giạc hết. Gãy hết trơn luôn hả? Dạ. Rồi tối vậy mình ngủ ở đâu? Ngủ dưới đất này luôn? Dạ. Ồ. Dưới đất. Có giạc mà nó gãy. Nó gãy. Nó nhảy nó gãy giạc. Ồ, cho nên là giờ ngủ dưới đất luôn, trải chiếu dạ. dưới đất ngủ ha chị?
Dạ chạy đất cũ. Tôi có giạc bên kia thì có giạc con cá với tôi ngủ rồi còn nó chạy dưới đất. Một cho nó ngủ. Bên dạ. Kia nó cũng chịu ngủ. Rồi cũng như tối là các bé với chị ngủ ở đây rồi bà ngủ ở đâu? Ngủ đây, ngủ buồn. Ngủ ở buồn em luôn. Trong buồn ha. Dạ. Ở đây là cái gì, gạo hay là cái gì chị? Gạo. Dạ. Người ta cho đó ha, gạo người ta cho. À, đây cô chú anh chị cũng được gạo, người ta cho cũng nhiều quá. Dạ. Dạ thì cô xin phép vô trong nhà quan chốc ha. Dạ. Ở đây thì bà ngủ ở đây ha. Dạ. Dạ đây cô chú anh chị chỗ bà ngủ này cô chú anh chị. Rồi ở đây sao được gạo nhiều ha, người ta cho nhiều dữ ha. Dạ. Đây cô chú anh chị cũng đưa được người ta cho gạo rất là nhiều luôn. Wow, với lại căn nhà cũng như chỉ được có một phút vậy thôi. Cái gì mà mày nói hoài vậy hả? Đời bé ăn ăn rất là tội nghiệp luôn. Ngon không con? Ngon không? Hả? Cái này sanh khổ lắm. Tôi sanh không có tiền đồng bạc đâu. Thì lúc sanh nó nhờ ta cho không à. Bây giờ có con bốn đứa. Tôi sanh nó nhỏ cho tiền chút cho 500, nhỏ kia cho 500. Mới tươi năm mới người ta cho, hay lúc sinh nó mới người ta thắng đó người ta cho có 500 mà bị con nghèo để con đi làm mướn hết rồi. Dạ. Con bốn đứa đi làm mướn hết rồi. Bà là mấy người con hả bà? Bốn đứa con, người ta có gia đình hết chứ. Dạ. À, chị Lẽ ở đây là con thứ mấy? Nhỏ này thứ tư. Dạ. Không có chồng. À. Mà nó cứ là đẻ hoài. Bị người ta hại hay là gặp là người ta lấy nó hại, người ta lấy một thằng đó nó lấy từ 6 tháng 7 8 tháng là nó hồi sinh còn nhỏ nó có bầu cỡ 8 tháng bỏ rồi rồi sinh rồi còn nhỏ nó hết 8 ở cỡ 7 8 tháng nó lợi cỡ 10 lần là có con nữa. Thằng đó đẻ hoài, thằng đó đẻ ba đứa con, hay thằng kia thì ba nó bỏ, thằng kia, ở thằng nhỏ này mới sinh được một tháng, ba nó vấn ra đi bỏ, nhỏ 12 tháng á, đi bỏ, rồi còn nhỏ này lấy thằng sau nó đẻ được ba đứa con, thằng đó chỉ là lấy đẻ không cho một đồng một xu, nhờ anh em ta tiếp giúp cho người 500, người 600, trả tiền thuốc ta nằm ở nhà thương á. Dạ. Nhưng mà sao cũng như là bà không có kế hoạch này kia đó để đừng cho chị đẻ hoài hả? Lần sau là nhỏ này chắc kế hoạch thứ được. Dạ. Chắc kế hoạch nó cho nó được. Đúng rồi, tới để đẻ hoài vậy rồi đâu có nuôi được hoàn cảnh gia đình. Mà nó không chịu kế hoạch, không chịu. Bà có đem đi không? Bị sinh lọt không đem đi, đâu có được. Sinh lọt không? Trời ơi. Sinh lọt không? Dạ. Thì sinh đi nhà thương bô thảo sinh không? Khổ lắm. Rồi tôi hỏi người ta làm, nếu không được không, làm mà kế hoạch cho nó giận tôi, nó không cho kế hoạch đâu. Rồi nó sinh đẻ hoài, nó đẻ không có đi. Không có kế hoạch được, bị đẻ ở nhà thương này á, Covid. Nhỏ sinh sau này Covid. Covid á. Rồi cũng như là chị có được bình thường không? Không được bình thường. Hả? Nhỏ thờ khùng không được bình thường. Cũng thờ thờ, không có bình thường đâu phải không? Bị người ta lấy không có bình thường. Dạ. Không có bình thường. Rồi trước giờ có làm việc gì giúp bà được không? Không được. Đó giờ cũng không có làm gì giúp được bà hết trơn. Dạ, không được giúp tôi hết trơn. Chủ yếu là đẻ con ra để cho bà nuôi thôi. Ừ. Trời ơi. Dạ. Năm nay chị cũng 38 tuổi rồi đúng không? 38 tuổi rồi. Rồi hàng ngày bây giờ là ăn ở nhà vậy là bà nuôi luôn. Ừ, tôi nuôi nó. Bà năm nay là mấy bao nhiêu tuổi rồi? Tôi vậy? Dạ. Tôi 66 tuổi rồi, tuổi gà 66 rồi. À. Dạ. Đây, cô chú anh chị thấy bà năm nay lớn tuổi mà vẫn phải còn nuôi con rồi thêm nuôi bốn người cháu nữa, quá trời rồi cô chú anh chị. Dạ, đỡ người ta cho gạo mình kiếm đồ ăn cho nó. Dạ, ở đây dạ. Các bé nhoi quá trời rồi cô chú anh chị. Lúc thì... nhỏ này hồi xe quẹt ấy, tôi đi nằm nhà thương ấy, hết 5-6 bữa người ta cho có 1,5 triệu nhỏ này đi bắt ốc. Đi phải ốp đi bẻ đi hộp kiếm hộp dịch. Rồi nó sai bạc nhờ bạc không sao, ta dạ. Cho có 1,5 triệu. Dạ.
rồi chồng thì đến có thai thì bỏ, có thai thì bỏ. Ừ, thường khi nó lộng biếng lắm cháu ơi, nó con nó ỉa đái rồi dục bỏ cho nằm dưới đất, rồi nó không cho mặc áo, rồi đắp mềm cho không à. Thêm chửi, thêm nói trời giặt quần áo đi, hiện tại cho một bột người hay thêm cho mua cho nó người bộ. Dạ. Người con nó ỉa đái rồi nó dục hết trơn luôn, không trời được, không được hơi. Thấy cũng tội. Nhưng mà chị đây cũng đâu có gọi là bình thường à, đúng không? Dạ. Nhưng mà bà cũng có khuyên là đi kế hoạch nhưng mà chị không chịu. Dạ, không chịu. Hay là nữa có gì bà khuyên chị đi. Chứ giờ quá nhiều con rồi, chứ vậy hoài đâu có được. Dạ, dạ, đúng đó. Đúng đó thầy đấy. Bởi vì... Ừ. Để rồi các bé sinh ra cũng không có cho được đi học đi vậy hết rồi. Không được đi học hết, nhỏ này á. Thấy người ta học á, nó ham học lắm. Dạ. Nó đi học á, được 2-3 chữ rồi biết bấm điện thoại, nhỏ dạ. lớn. Dạ. Rồi đi mua sách tập cho người ta viết chữ, cho vợ chữ thì không biết, từ số là biết, từ dạ. 100, từ số 1 đến 100 biết. Dạ. Rồi cũng như là ở nhà mình đây con thấy là căn nhà của mình là ở sau không có cửa gì hết trơn hả? Dạ. Rồi không có toilet không gì không nhà mình? Dạ không có. Mà tôi đóng hết chân ấy, sợ nó đi ra nó sợ té sống. À. Sợ té sống. Dạ rồi cái chỗ nấu cơm nước của mình hình như con không có thấy á. Chỗ cơm nước tôi nấu bếp ga, rồi bên đẳng ấy tôi nấu lò củi. À, ở đây là lỗ lò củi ở đó đó ha. Lò củi ngoài sân luôn. À, rồi ở đây là đất của mình hết hả bà? Đất của người ta. Đất này của người ta, mình chỉ được cái nền nhà ở đây thôi. Nền nhà thôi. Ồ. Chưa được cắt lại chòi nấu cơm nữa. Ừ. Nền nhà người ta, đất người ta. Ở dạ. đậu. Ở đậu. À, rồi ở đây có nước xài không bà? Có cây nước rồi, cây nước bên đẳng. À, nói chung dạ. cũng có cây nước, cũng bơm dạ. nước lên mình xài đó ha. Dạ, dạ. Dạ, nói chung thì căn nhà của bà gọi là cũng đầy đủ đi. Dạ. Ha, nhưng mà kẹt cái thì các con, các bé nhiều quá. Bé nhiều lắm. Bởi vậy nó không có được nuôi dạy tốt, rồi thêm nữa mẹ cũng không có được bình thường đó ha cô. Dạ, không có bình thường. Bởi vậy... Rồi thấy lâu bu, rồi tôi không đi bán vé số, thầy không được ăn. Dạ. Phải đi bán vé số thì về nhà thì lâu bu vậy không sạch sẽ. Dạ. Dạ. Rồi một ngày bà bán vé số được nhiêu tờ? Được 150 tờ. Được 150 đó là lời được nhiêu tiền? 150 ngàn. À. Mà ăn hết rồi, mua đồ ăn, ăn hết rồi. À. Mà tiền gạo thì người ta cho. Dạ. Dạ. Gạo thì người ta cho. Dạ. Con thấy ở đây nhà mình gạo quá trời luôn, từ phía trước đến sau. Dạ, người ta cho. Cũng như là đi cái người ta thấy khổ, người ta cho mỗi người bao vậy hả? Dạ, dạ, người ta cho. Dạ. Mà nó cứng đầu lắm cháu ơi, thấy sinh đẻ lần nào không có đồng bạc. Trời con ơi. Cứ thì đẻ hoài. Chừng nào cho tiền nó không biết cái gì đâu, mua từ quần áo cho con nó rồi. Mặc 2-3 ngày dục bỏ, mặc 3 ngày hay 3 ngày dục bỏ, không biết chăm sóc đâu. Chị không biết săn sóc con mà chị đẻ nhiều quá ha. Ừ, đẻ nhiều lắm. Thấy từ bệnh hoạn ấy, thêm mua thuốc ấy, không cho nó uống đâu. Thuốc dục bỏ không à. Trời ơi. Chừng nào con nó ngủ mới thêm nhét thuốc vô được. Ồ. Thấy nhỏ này không uống nữa. Trời khều ơi. Khều nó lấy muỗng đút vô miệng. Ừ. Mới được uống thuốc. Vậy cho uống thuốc nó khó lắm, không uống đâu. Rồi ở đây tại sao mình không có bóc quần áo này kia lên, con thấy bể bề bộn quá ha bà. Nó cãi nó là không có. Dạ, thấy để bề bộn quần áo quá trời luôn à. Bị lâu bâu á, thêm lo để bán vé số nó không săn sóc á. Dạ. Không săn sóc được. Rồi đây cô chú anh chị ơi. Dạ, cực lắm cháu, khổ lắm. Rồi nó thấy đẻ con nhiều cực lắm. Rồi khi mà chồng về đây, khi nào có thai thì lại chạy về. Ừ, lại chạy mất rồi, thằng đó ấy. Đẻ. Rồi nói chung thì cô cũng biết người đó luôn. Biết, khi biết. Mà sanh đẻ này kia cô có kêu lo không? Thằng đó không lo. Không chịu lo hả? Không lo. Ồ. Nó rước đi cho 120 ngàn, 20 ngàn, 150 ngàn, 50 ngàn đi Sóc Trăng.
Sóc Trăng rồi nó gặp nó cho nó ăn một bụng thôi. Rồi cũng như tính ra là chị có bao nhiêu chồng rồi hồi bữa giờ, cũng như là từ trước tới giờ? Hai đứa chồng mà nó bốn đứa con. Hai người chồng bốn người con. Ừ, mà không chấp nhận nuôi. Thằng đó không chấp nhận nuôi. Có con nhưng mà không có đem về nuôi luôn, chấp không. Nhận là để ở đây. Không chấp nhận nuôi, ừ, không. Lợi bài, từ say xưa là lợi bài. Ừ. Mà thằng đó tôi không biết ở đâu, ở Tân Lập ấy nó. Bà cũng say... không biết là người đó đâu luôn. Ừ. Chỉ biết là khi lại đây thôi. Ừ. Đây mấy bé gái thì cũng rất là dễ thương á cô chú anh chị, nhưng mà cũng khổ cái là không có được đi học hành gì hết. Không được đi học, tôi muốn cho nó đi học nó mà không có ai đưa nó đi học hay một lớp ấy. Bán vé số đây á không ai mua. Đi đặng nó đuổi đồ ăn người ta mới người ta mua. Mới người ta tiếp mua. Hay mình không chịu đuổi đồ ăn người ta không tiếp mua mình đâu. Dạ. Mình đuổi đồ ăn không mua, cho nó ăn mình cho bệnh. Đuổi đồ ăn tới hết tiền luôn. Thấy khổ lắm. Hay không đổi đuổi đồ ăn á bán. Bao nhiêu số là đổi đồ ăn á bà? Đuổi đồ ăn đổi nhóc. Được gì ha? Để cô chú anh chị xem. Đuổi đồ đuổi đồ ăn nhóc dạ, nhóc. Có nước lèo đó hả? Bún nước lèo thấy á. Rồi này gì? Này là bánh gì? Bánh da ở bánh chuối hay bánh mì. Ờ. Chứ đuổi người ta không không bà đuổi người ta. Mình đổi rồi đem về nhà cho các bé này kia ăn. Dạ, hay không đuổi người ta không tiếp mua đâu. Dạ. Thế mình thí dụ mình bán đây á thì bán nhiều lắm. Dạ. Đi chạy đi Phú Mỹ bán. Ờ. Dạ. Khổ lắm cháu ơi. Giờ còn hai mấy vé thiên tinh đi bán mà nè. Dạ, để dạ. Xíu con mua ủng hộ thêm ha. Dạ, dạ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ. Dạ. Không chịu lực gia đình, không chịu lệnh cái hoạt đó. Nó nói ở mình yên, ở mình yên. Thì tôi kêu để dần mà nó không. Để tới kêu đi tới nhà thương, nó nói với cô Mũ, nói cô Mũ coi á, nói tôi á. Nó nói nó, tôi nói xấu nó không, mình yên á. Cứ tôi đẻ hoài, mình đâu có coi nó được. Tùy băng giá số, nó cứ đẻ hoài. Thì đẻ, từ 5, 6 tháng, 7 tháng, bụng nở lên mới thêm biết. Thêm biết có bầu. Mỗi lần mà đi sanh về đó là tốn tiền, đó là bà kiếm tiền ở đâu để lo cho chị sanh? Rồi không có tiền nữa, đâu anh em ta giúp không, dòng họ gì lại bà con lối xóm ta cho người 200-300, người 100, người 200-300. Hay nhỏ con thì nghèo thì cho được có 500-500 à. Tiền sanh đẻ hết, tiền sanh đẻ hết 2 triệu rưỡi. Hết 2 triệu rưỡi. Ngủ được 3 đêm, ngủ nhà thương á. Đem con đi hết trơn luôn, giao thông nói sao thêm con đem con đi hết trơn lúc sang cạp đó. Dạ. Tôi năn nỉ ổng chịu đấy, tôi nói chú ơi cho tôi nhờ đi lệnh tôi ngủ đặng chích cho nhỏ này 3 ngày mới được đem con cháu đi hết. Dạ. Nói đừng cho nói thêm nghe lời tôi ngồi chỗ đây bệnh Covid người ta đi nhiều lắm người ta không cho vô nhà thương á. Dạ. Đem vô ngủ được 3 đêm. Dạ. Nên nó khóc quá, tôi lấy tay bứt miệng nó đừng cho khóc, sợ người ta không cho ở cho chích cho mẹ nó. Rồi chích cho mẹ nó khỏe 3 ngày mới được gì. Được gì vậy tôi mừng ơi mừng. Thấy khổ lắm. Rồi ở đây sao bé không có mặc quần cho bé vậy cô? Thì biết đều đẻ tới cháu ơi. Không có mặc quần cho bé hả? Không đâu, chừng nào thêm mặc tới thì mặc. Trời ơi. Nhỏ này ít mặt được lắm. Căn nhà của ở đây thì của cô cũng như được xây dựng lâu chưa? Người ta xây dựng cho cô lâu chưa? Xây cả lúc năm... Xây chắc năm 2010 ấy, nó lâu rồi. Dạ. Yeah. Năm 2014 rồi mình mấy yeah. Tôi quên biết. Quên biết. Xây dựng này trong cỡ 8 tháng, 8 năm rồi. Dạ. Yeah. 8, 7 năm rồi. Tám bảy năm rồi. Rồi chỗ nấu cơm thì cô cũng đi ra ngoài trời kia là nấu củi ăn. Nấu củi ăn. Rồi ở đây chị Lệ có đi nấu cơm nước gì được không? Không đâu, bụng của con nó không. Tối ngày lo cho con thôi. Ừ, bụng con nó không. Bé ở đây là cũng mới được có 12 tháng, bé đang bồng đó. Bé bụng nó 10 tháng. Mười tháng. Nhỏ này 3 tuổi. Rồi
Nhỏ kia 7 tuổi, nhỏ nó 12 tuổi. Nhỏ 12 tuổi đi bắt ốc. Đi bắt ốc ăn mình ế nó. Không cho ai ăn hết. Bán được 20 ngàn. 20 ngàn ấy mua cháo, mua gì ăn hết. Chị thì thêm tới cho nó ăn. Mà giờ đỡ để trời không cho bệnh. Bởi bệnh là thêm chạy ấy, thì bệnh là thêm sợ ấy. Bệnh lần nào ấy thêm bệnh lần nào ấy thêm khỏi ngủ mê gì hết. Đem đi nhà thương. Hai ba đứa đó. Chạy thuốc không. Mà nó tưng đầu lắm, không chịu uống thuốc đâu. Ba đứa này, bốn đứa luôn. Sao vậy bà? Nó chịu không chịu uống thuốc đó. Tôi mua thuốc là bỏ. Tôi mua thuốc bỏ, chừng nào nó ngủ mới tôi nhát vô nó được. Ngộ vậy? Bốn người luôn. Ba người này không thằng nhỏ nó thì uống được. Ba người nó không chịu uống thuốc luôn. Thuốc đem lợi thì bỏ, đem lợi thì bỏ. Mà có tự hết bệnh lên không? Không đâu, tôi chừng nào nó ngủ nhát á, tôi nó ngủ tôi giết nó ngủ rồi tôi đem muỗng nhát vô rồi tôi thiều cho nó thức. Thức nó không thức nó uống được rồi, nó được rồi, được có chút rồi. Nhầm khi bỏ mà cưng đầu lắm, ba đứa luôn. Không chịu đâu, lấy thuốc đắng. Ở đây bà có cái quần áo nào mới để cho bé mặc không? Quần áo nhỏ này vậy? Dạ. Thầy mua cửa nào của mẹ nó chùi đít bỏ đấy cháu ơi. Thầy con nó đái ấy, thầy chùi bỏ trời vậy ơi. Nó một thao vậy đó. Rồi vậy sao đủ quần áo mặc? Cứ bỏ vậy hoài. Bỏ thêm hay thêm đi bán, mà thêm ở nhà tới thêm giặt cho nó. Ôi con nó sình vậy, nó bò sình vậy, nó chừng nào nó con nó đái. Nó cực lắm, nó không làm gì hết trơn. Rồi chị cũng như là chăm sóc con có kỹ không? Cũng như là tắm rửa này xe thường xuyên không? Tắm rửa cho nó ấy. Tắm rửa cho các con á chị á. Nhỏ này được rồi, tắm rửa cho con đây. Đây tắm, đây cũng tắm. Mà nó giặt cho mặt quần áo xình không à. Đồ rồi chị có giặt đồ được không? Cũng được, mà nó cứng đầu lắm. Dầu lâu mới nó giặt lần. Trời ơi. Nó đi chợ mỗi ngày. Nhưng mà giặt đồ, không giặt đồ rồi sao đồ đâu mặc? Thì vậy đó. Mặc lại quần đồ cũ luôn hả? Quần đồ cũ. Trời rồi để một thau vậy đó, rồi thêm thấy ngày bữa nào chủ nhật có thêm soạn giặt. Ây rồi, đây ha, đồ này ha. Dạ. Là mấy thau này là chưa giặt ha? Dạ, chưa giặt. Ây rồi. Chừng nào thêm thấy ngày nào chủ nhật thêm lấy giặt cho nó. Băng giá số gì giặt cho nó. Rồi cũng như là giường đó là mấy bé đó nằm mà thấy gãy vậy luôn. Nhảy gãy. Một đứa la đứa khóc. Đứa la đứa khóc nhảy tới gãy giạc luôn. Ăn cơm cũng dành. Rồi bà có cảm thấy buồn nhiều không khi mà hiện tại mình sống với các cháu mình nó vậy? Chứ con bà cảm thấy buồn không? Buồn lắm, buồn lắm cháu ơi, mà thấy tội nghiệp. Thấy cũng tội nghiệp nó. Buồn vậy mà thấy nó tội nghiệp á. Dạ. Thấy nó còn không có cha. Mình. Rồi lúc mà chị còn trẻ đó là bà có dạy dỗ này kia đàng hoàng không? Có thầy ơi, có cháu ơi, cờ ba nó còn sống cũng dạy nó. Rồi tại nó tật có chồng hay là chồng nó bỏ hơi khờ vậy đó. Dạ. Khờ. Nhưng mà chị cũng rất là khờ cho nên con thấy được cái quần áo chị mặc cũng rất là bùng lầy quá trời rồi. Rồi ba nó còn sống cho ăn học, cho học lớp 4, lớp 5 đi. Mấy đứa anh em nó, người ta học, người ta biết, người ta có gia đình hết rồi, nghèo, đi lo mà ăn hết rồi. Dạ. Tới Tết đồn ta mới cho 500, Tết Việt mới cho 500. Dạ. Ba đứa anh, một đứa trai, hai đứa gái đi làm hết rồi, người ta có gia đình, người ta đi mặn hết rồi. Ta nuôi con, ta con mới nhóc á. Mà còn nhỏ này không biết làm ăn. Tôi thấy nít này đẻ đây, tôi thấy cháu không có cha thấy khổ quá. Tôi anh chị ơi, thấy nè. Tôi thấy cụ rớt qua trời luôn rồi. Rồi chui xuống cái gầm giường. Nó xuống. Đưa khóc đưa la.
Kính thưa cô chú anh chị, vì hiện tại bây giờ trời cũng đang mưa cho nên cũng như là âm thanh cũng không được tốt lắm, cũng xin cô chú anh chị thông cảm. Rồi cũng như là cô cũng biết chồng của chị Lệ ở đây đúng không? Biết mà nó thấy mặt nó mà không biết nhà nó ở đâu, lâu lâu mới lại lần, say xưa mới lại lần. Mình thằng đó bờ bụi, con ta không vô nhà. Rồi cũng như có qua rồi có hỗ trợ cho tiền bạc gì có chị Lệ không? Không cho một đồng xu, chừng nào rước nó cho đi 100, 200, 100 ngàn hoặc là 50 ngàn rước nó đi ngủ với nó. Trời rồi ơi. Về nhà lợi thì đi tàn tàn xin nước người ta uống. Dạ. Đi hai ba lần có chừa có bầu. Trời ơi. Nó dụ dỗ nó. Nhưng mà sao mà cô cho chị Lệ đi? Tôi không cho nó đi, tôi bán vé số nó đi rồi. Ồ. Nhưng khi người ta cho gạo, nó xách bột gạo, bán gạo, đi luôn, lên xe. Trời ơi. Vậy là rồi lúc đó là chị cũng như bình tĩnh mà chị đâu có bị gì đâu đúng không? Lúc còn nhỏ thì bình tĩnh, bây giờ có chồng người nó khờ khùng bị người ta lấy không? Trời ơi. Dạ. Rồi lấy không rồi có con rồi cũng không ai lo hết. Dạ. Đưa qua đây cô cũng lớn tuổi rồi cô phải lo nữa. Dạ. Rồi cũng cứ như vậy là hoài, cứ vậy hoài luôn. Vậy hoài luôn. Sinh đứa nào cũng vậy, bốn đứa. Sinh từ nhỏ nó 10, sinh nhỏ mà giờ 12 năm ấy tôi không được ngủ như bình thường đâu, tôi muốn khùng luôn. Nhỏ nó thì thằng đó say xưa đi bỏ rồi sinh liền liền được ba đứa con này nữa. Một đứa trước á, thầy bỏ nhỏ một tháng cho tôi nuôi. Dạ. Thằng trước á. Dạ. Chồng nó bánh ta. Ừ. Chồng nó chỉ là đi làm mướn á. Thằng. Dạ. Làm gặp nhỏ này á, thôi vợ bé á, thôi chồng thôi vợ lớn này gặp nhỏ này khờ khờ nữa. Dạ. Rồi giờ đi mần được 200 ngàn mua bún một bột cho nó ăn là được rồi đó. Rồi thêm chửi nó, tôi nói nó không cho tiền gì sao mà nuôi vợ mày sống. Nó đi bánh ta, đi bánh ta rồi chém ta, đứt tay rồi bỏ người ta. Ừ. Bỏ người ta chạy, bỏ người ta đi mất. Ừ. Rồi thêm nuôi tới 12 năm, 12 tuổi rồi. Dạ. Nuôi được 7 năm rồi nhỏ này đi đâu đi chợ thêm bệnh. Đi gặp thằng đó dụ dỗ đi bỏ thím hết năm. Dạ. Hết năm tí đi theo người ta đó, đi hết theo năm người ta đi. Dạ. Theo người ta cắt lúa được năm tay, người ta dụ được một bụng, sinh được nhỏ 7 tuổi đó. Dạ. Rồi biết thằng đó rồi lợi lâu lâu lợi nữa được hai đứa con nữa. Dạ. Thằng đó không cho động luôn. Dạ. Thằng sau nó không cho động. Dạ. Thằng kia thì nuôi được con có một tháng. Dạ. Bỏ. Dạ. Vậy là mà cho bún ăn không à, bột vậy đó. Dạ. Vậy là nói không chung cho cầm tiền là gặp hai người chồng là được ba đứa con. À rồi bây giờ là thêm bé sau này là sao nữa? Bốn đứa con. À hai, một đứa chồng trước á, thì một đứa chồng trước nó được con 12 tuổi rồi. Dạ. Thằng lớn nhỏ lớn á. Dạ. Hay gặp thằng sau nó say xưa được ba đứa con mà không thấy mặt đâu, lâu lâu giấu mặt mới thấy lần. Gặp thằng đi, thằng ăn uống nhậu nhẹt không biết sư nó ở đâu nữa. Dạ. Thằng đó cưa cây. Dạ. Chừng nào thêm không ở nhà nó dụ nhỏ này lên Sóc Trăng. Dạ. Cho 100 ngàn. Trời ơi. Ừ. Rồi lấy nhỏ này rồi hai bữa rồi cho nhỏ này đi bộ xin nước người ta uống từ từ tới nhà. Trời ơi. Đi bộ không à? Đi bộ từ Sóc Trăng về nhà. Ừ. Xin nước người ta uống rồi người ta nói với tôi cho nó uống rồi tôi cho tiền nó về. Trời ơi. Thấy vậy đó. Hay trong một tháng nó đi hai ba lần. Trời. Đi chỗ thằng đó. Là qua chở em hay là chị tự đi mình? Chở lại chở nhỏ này rước đi, tôi đi Sóc Trăng, tôi đi bán vé số tôi không thấy. À. Nhỏ này bún gạo đi bán, lên xe. Lấy xe lấy tiền gạo bán đi, đó để lấy xe đi. Đi theo đi. Thằng đó. Ừ. Thấy thằng đó lợi chửi tôi, lợi kêu cửa tôi bánh nó. Nó nói tôi thương vợ tôi, không bà không cho nuôi. Tôi nói nuôi ấy mày lấy 2-3 ngày rồi mày bỏ. Cho về rồi nhỏ được có chữa, có bầu mày để cho tao nuôi. Yeah. Nó nói tôi không thương lắm, nó không cho nó nuôi. Nuôi ấy mà dụ dỗ nhỏ này vài. Yeah. Rồi sao cô không nói với ảnh là bây giờ đem con về nuôi đi? Nó không đâu, nó nói chịu.
chịu nuôi mà nó kêu nhỏ này đi có ba bữa về. Kêu qua chỗ ảnh ở hả? Ừ, ở Sóc Trăng. Dạ. Mà Sóc Trăng nó không biết chỗ nào hết, xách là chỗ lùm chuối người ta, lùm cây người ta ở bừa bãi, gặp xách thằng say xưa. Ừ. Mà nói ngược đi 2-3 bữa, nhỏ này cũng cứ là theo bài. Người ta cho đồ ăn, cho gạo cũng bán, cho nước mắm cũng bán, đi theo thằng đó. Rồi thêm chửi, thêm quánh nó. Rồi quánh rồi có hết không? Rồi quánh nó, quánh thêm lại. Trời ơi. Bữa hôm mới lấy dao, ở lấy kéo chém thêm, ở đâm thêm. Trời. Rồi thêm bẻ tay nó đi từ chỗ tường ấp. Cho tường ấp nói, kêu tường ấp nói, bảo quánh tôi rồi. Ừ. Bảo quánh tôi rồi. Dạ. Con nó thở khùng. Rồi, cơm nước không nấu. Ừ. Rất là tội cho bà luôn cô chú anh chị. Dạ khổ lắm. Rồi thì bà có nói với chị bây giờ nếu mà con nuôi không được hay là đem đi chỗ mà chạy trẻ mồ côi được không? Chỗ trẻ mồ côi vậy? Dạ. Ôi nó chắc nó không cho chịu đâu. Nó thương con, thương lắm, nó không cho trẻ mồ côi, nó không cho. Bởi vì anh em nó có muối ăn muối vậy đó cháu ơi. Dạ. Nó thương anh em nó lắm. Dạ. Cho nói dạ. Chung là chị thương con. Dạ. Chị muốn là chị nuôi con. Dạ dạ. Rồi nếu mà được bao nhiêu đây là chắc đủ rồi. Cô có gì cô khuyên chị đi. Nói giờ sanh tới 4 người vậy là đủ rồi. Dạ. Chứ gia đình mình khổ cũng không có làm gì cả tiền. Rồi chồng lại không có không có chồng cho, không có giúp được gì cho nữa thì không sao? Có chồng. Ừ. Hay chị không có chồng mà cứ để đẻ bài. Dạ. Mà thằng này lỡi mà còn nói nữa. Nói không phải con nó. Thằng đem thui này nè. Thằng sanh đứa sau này nè. Vậy đó hả? Tôi nói. Tôi nói nhìn mặt. Nói 5-6 tháng người lỡi nói không phải con tôi đâu. Con tôi trắng. Đâu có nhỏ. Thằng này không biết lấy ai đâu. Trời ơi. Không biết lấy ai mà còn lỡi sao kỳ. Được một đứa bé nhỏ nữa. Sanh được bé nhỏ nữa. Nói thằng đứa nhỏ sanh sao nên không phải con nó. Có nhỏ trắng nó mới con nó. Trời. Rồi bây giờ là cũng bà dạ. Cũng cắn răng chịu đựng để mà dạ. Chăm sóc và nuôi thôi bây giờ. Dạ. Và cũng như có ai có ý định là xin bé về nuôi gì không? Dạ, có người ta xin đi mà tôi không cho, tôi thấy tội nghiệp. À. Mẹ nó không cho, dạ. Thấy khóc. Dạ. Vậy thì nói chung cuộc sống của mình hiện tại là phụ thuộc vào bà thôi. Năm nay bà cũng lớn tuổi nhưng mà phải 66 tuổi số lo cho con, cô chú anh chị. Dạ. Đồ gạo ở đây con thấy người ta cho rất là nhiều, sao mình không để lên dạ. Một gốc cho nó đàng hoàng. Dạ dạ, nữa để lên cho đàng hoàng. Tại vì con thấy để dưới đất nó dễ bị móc lắm á. Mà dạ, móc dạ. Mà mình không có nấu được á. Dạ dạ. Để lên cao lên. Dạ. Nhưng mà cái bữa kiểu như là đánh chị đừng cho chị đi theo người ta mà chị lại chống lại luôn. Cái nhỏ này khùng lắm. Ừ. Hay tôi đi mình đâu có biết nó ở nhà mình nên mình đâu có biết nó tử tế. Dạ. Mình cứ mình đi làm đi bán vậy. Dạ. Mình nó giấu mình có chữa có bầu hoài. Trời ơi. Khờ khùng giấu cho người ta dụ hoài. Khi mà còn trẻ có khờ vậy không? Còn trẻ nó cũng khờ đấy mà không vậy. Dạ. Cũng đỡ, ba nó còn sống, nó biết nấu cơm, biết nấu gì ăn. Mà dạ. Cũng khùng, khờ hay mà khờ rồi. Dạ. Bị sanh nó chết lần rồi, còn sanh đứa, tôi sanh nhỏ này chết lại rồi, người ta cho thuốc uống sống lại. Ồ. Nó chết một lần rồi. Là như thế nào hả? Cô có thể chia sẻ rõ cho cô chú anh chị biết không? Nó hồi sanh á, người ta chỉ cho thuốc hai hình, thuốc nam đó. Dạ. Thuốc bắc đó. Rồi là... thêm cho uống rồi sống lại. Lúc chết là... rồi bỏ quần áo lần rồi. Nó 7 tuổi, nó 2 tuổi, nó chết lần rồi. Là bị gì mà chết là bị gì? Nó bệnh, không biết bệnh gì đó. Người ta nói bệnh ban bệnh gì đó. Dạ. Băng bạch, băng gì đó. Dạ. Uống thuốc. Rồi nó lên hột, người ta nói nghe lời ta đấy chị, rồi nó cứng miệng hết rồi. Nó uống thuốc hai hình đi, tôi cho uống rồi sống lại. Ồ, nhờ uống thuốc đó rồi bắt đầu sống lại. Sống lại, rồi sống lại khờ khùng luôn. Ồ. Khờ luôn. Vậy là số phần của chị cũng như là có một lần chết đi rồi sống lại. Sống lại.
nên chị mới cỡ nên không bình thường. Không bình thường. Dạ, cho nên cũng không có giúp đỡ gì cho gia đình rồi. Ừ. Phải mang thêm dạ. rất là nhiều bé nữa để cho bà nuôi. Dạ. Dạ. Rồi nó chết thì làm người mà nó sống lại. Dạ, thì hôm nay thì con cũng đến thăm gia đình đó, con cũng không có gì nhiều. Dạ, thì, dạ. Thông qua chia sẻ của cô, con thấy rất là thương. Dạ, đây, dạ. Nói chung cái hoàn cảnh cô nó khó đói lắm. Dạ, dạ. Thứ nhất là chị thì ví dụ như khuyên á, ví dụ như bây giờ bé nhiều quá đi, mình đem gửi thì cũng không được. Dạ. Do thương những các bé, rồi dạ. thêm nữa cho chị là lập kế hoạch đi, chị cũng không chịu. Dạ. Rồi gọi là đánh chị thì chị đánh lại thì kia, nó rất là khó luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Thì thôi hôm nay con cũng không có gì nhiều. Dạ. Hôm nay con đến cũng xin gửi cho cô ít tiền để mà dạ, mua dạ. gạo thóc này kia dùng ha. Dạ dạ. Hôm nay con cũng xin gửi cô 500 ngàn. Dạ dạ, cảm ơn cháu dạ. nhiều lắm. Để dạ. cô mua dạ. Dạ. Thức ăn này kia để cho các cháu dùng ha. Dạ dạ, thì cảm ơn số tiền cháu. Này chung cũng xin gửi lời cảm ơn đến dạ, dạ. Chị Thu ở Úc cũng gửi đến chung giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Dạ dạ. Chung xin gửi đến dạ. bà ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Ừ. Cảm ơn cháu nhiều lắm cháu ơi. Dạ. dạ. Thì nói chung con cũng xin chúc bà thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Bây giờ rồi nếu mà được thì khuyên con của cô đó để mà lập kế hoạch đi, để mà đừng có sinh thêm bé nữa, nó tội lắm. Dạ dạ. Mình không có được chăm sóc và nuôi dạy đầy đủ á. Đúng rồi đó cháu. Còn được cắt bé dữ lắm. Dạ dạ, cảm ơn cháu nhiều lắm cháu ơi. Dạ. Ví dụ như bây giờ bé lớn đó là nó có muốn đi học đó, là nếu mà cho đi học được không? Cho đi học mà sợ không được quá, bị thêm đi xa lắm, đi bán vé số không ai đưa nó. Dạ. Dạ. Giờ bé nó tự chạy xe đạp mình được không? Chắc chạy được mà nó không bán, không được đâu, không ai lo lắng cho nó. Không ai lo lắng cho nó. Cháu. Ở đây mẹ bé là không có lo được đâu đúng không? Không được, dạ. Quần áo còn không lo được, rồi một lớp. Còn không có giặt được nữa cô chú anh chị. Dạ. Hơi cực, một lớp nhỏ nó không bình thường nữa, nhưng hơi khờ khờ chứ. Vậy mà cũng có người hại, gán hại để có bầu hoài. Dạ. Hai con nó 12 tuổi mà khờ khờ nữa. Nếu dạ. mà ở đây thấy chị không bình thường vậy đi, đừng có hại hắn là làm sao có con hắn. Đúng rồi đó. Tới bây giờ tới 4 người con vậy dạ, dạ. mình cũng khó nữa. Dạ. Mà nhà ở đây cũng được cái căn nhà vậy, nó cũng được che dạ. nắng che mưa chứ dạ, không dạ. có nhà cửa ở nữa là không biết làm sao dạ, dạ, dạ. Tới giờ ngủ qua dễ đó. Rồi vợ chồng chị cũng như là lâu lâu là mấy về thăm không? Không chứ, đi bỏ luôn rồi. Là bỏ luôn hả? Ừ. Là chồng ừ. sau của chị là được ba đứa con đó hả? Dạ. Ba bé này đó hả? Ba đứa này. Rồi à, lúc đó là chị có đi theo chồng không? Lúc đó theo, bây giờ nghỉ vậy chú ơi. À cũng có đi theo chồng ha. Ừ. Đi theo về tới đâu hồi đó? Dạ. Đi theo tới đâu lận? Tới Sóc Trăng. À đi làm gì lúc đó chị? À giữ con không có làm gì. Rồi chồng chị làm nghề gì? Giác cây. Giác cây ha. Ừ. Nhưng mà sau khi có con có được có chồng có cho tiền này kia lo cho con không? Không cho chú ơi. Ờ. Xin tiền ta không à? Xin tiền ai chị? Xin tiền mấy chị đi chợ. Ờ. À, chị đi xin tiền á ha. Dạ. Để cho lo cho các con. Dạ. Rồi sao chị không cho bé lớn đi học đi? À, không có tiền cho đi học. Ờ. Rồi ở nhà vậy là bà ngoại, mẹ chị lo hết cho hả? Cơm nước này kia. Dạ. Chị có nấu cơm nấu gì không? Có. Rồi chị có giặt đồ không? Giặt đó chú, hai ngày giặt lần. À. Bữa nay tính giặt cái mưa, không giặt. À. Với lại nữa có gì mình lập kế hoạch đi chị. Dạ. Bây giờ chị thấy bé nhiều quá, chị nuôi thấy mệt không? Thấy nuôi bé nhiều thì mệt không? Hả? Không mệt hả? Chắc có lẽ thương con ha. Ừ. Thương con. Dạ. Thương con cho nên là chị cũng không có muốn là cho ai hết. Thấy bé mà vậy nè cô chú anh chị rất là tội luôn. Các bé ở đây mình sao không mặc quần cho bé đó hả chị? À nó không chịu mặc.
đi chợ về có chuồng vậy đó. Ở đây không có mền hả chị? Dạ. Là tối là mình cũng ngủ vậy hả chị? À, tối ngủ vậy. Dạ. Trời ơi, ngủ dưới đất mà không có gì hết trơn là dễ bệnh lắm á. Cái giường này có sửa được không? Sửa được. Có gì mình sửa lại cái giường, nằm trên giường á, tại nằm trên dưới đất dễ bệnh lắm á các bé. Dạ, dạ. Các bé có hay bị bệnh không chị? Không. Ít bệnh. À. Rồi tối vậy chị có ngủ được không? Các bé quậy quá vậy. À, ngủ được á. Dạ. 8 giờ nó ngủ chưa nè. 8 giờ là ngủ hết rồi ha. Giữ có một ngày. Chơi đi con. Rồi bé gái kia là mấy tuổi rồi chị? À, đứa này 7 tuổi. Là nói chung là thấy có sách á, thấy bé cũng tự lấy học là sao ha, cũng như có biết chữ không? Không biết chữ đâu, nó vẽ à, tại thích vẽ ha, chắc muốn đi học rồi đó. Dạ. Sao chị không cho tạo điều kiện cho bé đi học đi? Đi vẽ mặt em. Đi học không được, tại không có tiền, thấy nhỏ này khờ quá, không đưa đi học. Đi vẽ mặt em có. Không đưa đi học nữa, hay không có ai chở nó đi, rồi đi bán vé số sao mới bán được. À, chị Lệ hôm bữa là sao cũng như là nghe nói là chị đi Sóc Trăng rồi à, chồng chị chở đi rồi xong rồi chị đi bộ về hả? Dạ. Sao vậy, sao chị đi bộ về? Tại không có tiền xe. Sao chồng chị không chở về? Không chở. Lúc đó là chồng chị chở đi đúng không? Dạ. Rồi sao về là chị đi bộ về? À, ông đi làm. À. Rồi chị không đi... có cho tiền ăn cái về. À. Không có gặp ông nữa. Rồi xong là đi bộ về luôn. Dạ. Đi từ Sóc Trăng về tới nhà luôn hả? Dạ. Rồi chị xin nước ta uống hả? Xin nước ta uống. Uống vô hả? Ông gãi cho. Hết chưa? Hết chưa? Đây, cái này của chú chị. Đã giò. Cứ ăn giò rồi. Chị nuôi các bé cũng rất là cực luôn á, rồi ở đây chị cũng không được bình thường á, cho nên cũng như là đi theo người ta rồi bị người ta hại, rồi có cái 4 người con luôn. Rồi hiện tại giờ là nói chung là chị cũng mất liên lạc với chồng từ đó giờ luôn, đã mấy năm rồi chị. Dạ. Cũng mấy năm rồi không có còn gặp. Mấy năm rồi. Lâu rồi. 10 tháng, mới có 10 tháng là không lợi nữa. À. Ơ thằng lợi 2 lần rồi. Dạ. Được 8 tháng lợi 1 lần. Rồi cũng như lợi là có cho tiền không? Không cho cậu nữa. Dạ. Mà thấy ở đây các bé cũng rất là dễ thương rồi cô anh chị. Rồi bữa có nghe cô chia sẻ là chị lấy gạo bán để đi Sóc Trăng luôn hả chị? Dạ, lấy tiền cho con quá. À, đi Sóc Trăng để làm gì chị? À, đi không có làm gì chứ, chỉ con thôi. Dạ, bây giờ Trung cũng xin cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video này của Hoàng Trung TV. Thì cô chú anh chị có những ý kiến có thể để lại bình luận ở phía dưới. Thì Trung cũng xin cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều. Giờ Trung cũng xin khép video tại đây. Cũng xin hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.